Kỳ Duyên xin kính chào quý vị đến với chương trình Kỳ Duyên House. Thưa quý vị, hôm nay một lần nữa Kỳ Duyên sẽ nói về sữa ong chúa của công ty Nutrition Depot. Thưa quý vị, lâu lắm rồi Kỳ Duyên không nói về sữa ong chúa, nhưng mà có lẽ những quý vị nào đã dùng thì quý vị vẫn thấy cái hiệu quả của sữa ong chúa. Nhưng mà đặc biệt hôm nay Kỳ Duyên có một người khách, và ông là một người chuyên môn, một người bác sĩ biết rất rành về các loại dược thảo. Và Kỳ Duyên đã mời ông lên đây để nói rõ hơn về những cái tính chất, để giải đáp những câu hỏi mà Kỳ Duyên nhận được rất nhiều qua email đã gửi vào Kỳ Duyên House. Kỳ Duyên xin quý vị cùng Kỳ Duyên chào đón bác sĩ Quỳnh Nguyễn. Xin chào Kỳ Duyên và chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng rất là cảm ơn bác sĩ đã lên đây. Sau cái buổi nói chuyện với bác sĩ trước khi quay thì Kỳ Duyên rất mừng, vì đúng là hôm nay đã gặp được một người thầy rất giỏi về sữa ong chúa, và đặc biệt là những cái danh từ chuyên môn, chữ Việt Nam thì bác sĩ quá rành. Còn trước đây khi mà Kỳ Duyên cố giảng về sữa ong chúa cho các khách hàng đó thì thưa bác sĩ phải nói là câu tiếng Mỹ, câu tiếng Việt, tại vì chính Kỳ Duyên cũng không biết những cái danh từ chuyên môn là cái gì. Thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu ngay. Vâng. Sữa ong chúa Royal Jelly, bác sĩ có thể nói sơ là nó tốt về cái gì? Sữa ong chúa thì nó có rất nhiều cái công dụng cho con người chúng ta. Và được xem như là một thực phẩm tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Sữa ong chúa có thể có giúp ích cho chúng ta về da, làm cho làn da đẹp hơn, tươi tắn hơn, mịn màng hơn, giúp cho chúng ta có thể có giấc ngủ ngon hơn, và giúp cho chúng ta có được cái sự tăng cường về miễn dịch, chống lại các loại bệnh tật. Và ngoài ra sữa ong chúa còn rất rất nhiều công dụng khác nhau nữa. Vâng, thì cũng như quý vị, rất nhiều người đã hỏi là sữa ong chúa là cái gì? Có phải là bằng sữa không? Tại vì ong thì làm gì có sữa? Thì thưa quý vị, để trả lời câu hỏi đó xin quý vị theo dõi một cái clip ngắn sau đây. Kính thưa quý vị, nhiều người đã tỏ ra thắc mắc về danh xưng của sữa ong chúa trong ngôn ngữ Việt Nam, bởi vì họ nghĩ rằng con ong chúa là loài côn trùng thì làm sao có sữa được. Thật ra, sữa ong chúa là thức ăn nuôi ong chúa do ong thợ nhà ra từ trong tuyến họng của nó, chứ không phải là sữa của con ong chúa. Sau đây là sự trình bày bằng phim ảnh về sự cấu tạo của sữa ong chúa để giải đáp những thắc mắc của quý vị. This frame of comb is covered with workers. Trong mỗi tổ ong có hàng ngàn con ong thợ, nhưng chỉ có một con ong chúa duy nhất với cơ thể to gấp rưỡi lần con ong thợ. Mỗi ngày con ong chúa có thể đẻ ra từ 500 tới 2000 trứng. Watch the queen closely. Quý vị hãy nhìn kỹ con ong chúa để xem nó quay đuôi vào một cái ổ ong để đẻ trứng trong đó. Honeybees are insects. Cuộc đời của loài ong bắt đầu bằng trứng ong, sau đó chuyển qua ấu trùng, rồi thành con nhộng, để rồi sau đó trở thành con ong. Cái trứng này sau khi đẻ được 3 ngày thì sẽ biến thành một ấu trùng nhỏ xíu. Sau đó, ấu trùng này được những con ong thợ cho ăn suốt 6 ngày liền, và nhờ vậy, ấu trùng đã trở nên to gấp mấy trăm lần so với ban đầu. Sau đó, ấu trùng trở nên con nhộng và cuối cùng thành con ong. Xin quý vị theo dõi bảng quá trình phát triển trên màn ảnh để thấy sự khác biệt giữa ong chúa và ong thợ như sau. Ấu trùng được chọn để biến thành ong chúa, được cho ăn sữa ong chúa 6 ngày liền, để rồi chỉ 16 ngày sau khi đẻ, nó phát triển thành một con ong chúa. Sau đó, ong chúa vẫn được tiếp tục ăn sữa ong chúa suốt đời, và nhờ vậy nó sống lâu đến 6-7 năm. Trong khi đó, ấu trùng trở thành con ong thợ chỉ được ăn sữa ong chúa có 3 ngày đầu, rồi chuyển qua ăn mật ong và phấn hoa 3 ngày kế đó. Vì ăn ít sữa ong chúa cho nên 21 ngày sau khi đẻ, nó mới phát triển thành con ong thợ. Sau đó, con ong thợ chỉ được ăn mật ong và phấn hoa đến suốt đời, và nó sống trung bình khoảng 2-3 tháng thì chết. Qua sự so sánh vừa rồi cho chúng ta thấy, tuy rằng cùng là một loài trứng giống nhau, cùng là một loài ấu trùng giống nhau, nhưng nếu ấu trùng nào được cho ăn sữa ong chúa 6 ngày,
thay vì 3 ngày thì sẽ trở thành ông chúa. Và bởi vì nó được tiếp tục ăn giữa ông chúa đến suốt đời, cho nên tuổi thọ của nó cao gấp mấy chục lần tuổi thọ con ông thợ. Theo các nghiên cứu cho thấy, khi ấu trùng được chọn lựa để trở thành ông chúa, thì các ông thợ sẽ tạo ra những ổ ong lớn hơn các ổ ong của ông thợ. Những ổ ong lớn dành cho ông chúa này được gọi là ổ ong chúa. Trong ngành nuôi ong, gọi là mũ chúa, tiếng Anh gọi là queen cell, sẽ được ông thợ nhả sữa ông chúa đầy vào đó để ấu trùng có đủ sữa ông chúa ăn cho tối thiểu 6 ngày liền. Trong những tổ ong thiên nhiên hoặc những tổ ong nuôi để lấy mật thì số lượng ổ ong chúa có rất ít, khoảng 5-10 cái mỗi năm, và vì vậy sữa ông chúa lấy được từ những ổ ong chúa này chỉ có khoảng 5-10 gram mỗi năm mà thôi. Trong khi đó, những tổ ong được nuôi để khai thác sữa ông chúa có thể sản xuất ra được 2-3 kg sữa ông chúa mỗi năm, bởi vì loài người đã kiếm được cách lừa gạt ông thợ, khiến cho chúng phải nhả đầy sữa ông chúa vào các ổ ong chúa giả suốt ngày này qua ngày kia. Bằng cách nào? Xin quý vị theo dõi đoạn phim sau đây. Đây là một trại nuôi ong để khai thác sữa ong chúa. Người công nhân nuôi ong dùng kim nhỏ di chuyển những con ấu trùng từ tổ ong vào những ổ ong chúa giả. Khoảng 60 đến 90 ổ ong chúa giả làm bằng plastic được gắn vào một khung gỗ, còn được gọi là khung cầu. Người nuôi ong bỏ khung cầu trở lại vào tổ ong để ông thợ nhả sữa ong chúa vào những ổ ong chúa giả trong mấy ngày kế tiếp. Sau 2 đêm để trong thùng ong, ngày thứ 3, khung cầu được lấy ra để thu hoạch sữa ong chúa. Những ổ ong chúa giả bây giờ đã có đầy sữa ong chúa bên trong. Người công nhân gắp ấu trùng ra trước khi dùng máy hút sữa ong chúa. Người công nhân dùng máy hút sữa ong chúa ra và cất ngay vào tủ đá lạnh, bởi vì sữa ong chúa dạng lỏng rất dễ bị hư. Sau đó, các nhà máy lớn với phương pháp tối tân sẽ sấy khô sữa ong chúa dạng lỏng ra sữa ong chúa dạng bột để làm thành những viên sữa ong chúa hầu có thể để lâu mà không sợ hư. Theo các nghiên cứu khoa học cho thấy, sự công hiệu của sữa ong chúa dạng viên vẫn không có gì khác khi so với sữa ong chúa dạng lỏng. Ngoài ra, sữa ong chúa dạng viên không cần phải bỏ tủ đá và ngày hết hạn cũng lâu hơn nhiều so với sữa ong chúa dạng lỏng. Với những ích lợi đó, phần lớn sữa ong chúa tiêu thụ trên thị trường hiện nay đều là dạng thuốc viên. Wow, thưa bác sĩ, rõ ràng là mình thấy rằng cái con ong chúa khi mà nó được dùng cái chất sữa ong chúa này thì cái mạng cái sống của nó đã dài ra gấp, nghĩa là gấp 60 lần so với ông thợ. Và như vậy thì phải nói là trong đây là một cái chất thần dược rồi để chống lão hóa, phải không? Nhưng mà thưa bác sĩ, một câu hỏi mà cái Duyên để ý đó là ở ngoài thị trường mình thấy rất nhiều những loại thực phẩm chức năng cũng để sữa ong chúa, nhưng mà có nhiều cái nó rất là rẻ. Và nó có rất là nhiều dạng, thì bác sĩ có thể nói được những cái khác biệt tại sao cái giá cả như vậy thôi mà nó lại rẻ như vậy, bác sĩ? Chúng tôi có thể nói rằng là sữa ong chúa có rất là nhiều dạng, nhưng mà do cái đặc điểm sữa ong chúa là rất là dễ hư khi ở môi trường bên ngoài, thành ra có nhiều dạng sữa ong chúa lắm. Có sữa ong chúa tươi, sữa ong chúa với dạng là lỏng, sữa ong chúa với dạng đông khô, thì
sữa ông chúa tươi thì rất là dễ bị hư, do chúng ta cái điều kiện bảo quản lạnh chúng ta rất là khó khăn khi mà chúng ta di chuyển trên đường đi hay là vận chuyển này kia, thì sữa ông chúa tươi rất là hơi dễ bị hư. Rồi sữa ông chúa dưới dạng lỏng mà đóng trong những cái viên soft shell cũng là cái thời gian bảo quản nó cũng ngắn hơn. Và đặc biệt đó là có một cái công nghệ mới là công nghệ mà sữa ông chúa với dạng đông khô. Thì cái công nghệ này là công nghệ cao cấp nhất và được sản xuất tại các nhà máy mà có uy tín nhất ở tại Hoa Kỳ. À, đó là đông khô, có nghĩa là freeze dried, là theo cái mà đang có ở Nutrition Depot. Thì đúng như bác sĩ nói, nhất là Kỳ Duyên nghĩ là về ở trong nước mình thấy bán rất nhiều sữa ông chúa, mà nếu mà chuyên chở bằng xe đường nóng, mà ví dụ như là xe máy lạnh, hay nó chỉ cần một cái độ nó sai đi là nó có thể hư cả nguyên cái sữa ông chúa đó. Nhưng mà thưa bác sĩ, để hỏi thêm là khi mà mình đông khô, mình cứ nghĩ là đồ tươi thì phải tốt. Vậy khi mà đông khô đó thì cái tính chất của nó có còn tốt như là sữa ông chúa tươi không? Tính chất của nó vẫn coi như rất là tốt. Bởi vì khi mà đông khô á, thì cái tính chất của sữa ông chúa đã được giữ lại và không có bị hư hỏng khi trong quá trình vận chuyển hay là trong môi trường bên ngoài này kia. Thì đó là cái quy trình mà tốt nhất hiện nay để mà bảo quản sữa ông chúa. Cái mà Kỳ Duyên, bữa Duyên mới coi trong một cái program nói về những cái bác sĩ mà từ cái thời mà Egyptian đó, thì họ trong cái cuốn sách mà họ tìm được, nghĩa là mấy ngàn năm trước đó, thì họ nói rằng mỗi khi mà bị đứt tay thì mình bôi mặt ông lên cái vết thương thì nó sẽ không bị nhiễm trùng. Như vậy thì chứng tỏ như bác sĩ nói là, mà cái đó chỉ là mật ong thôi đó, thì tất nhiên cái sữa ông chúa nó còn tốt hơn như vậy nữa. Thì Kỳ Duyên nghĩ là mình uống vào trong người nó có một cái tính chất gì để tái tạo cơ thể, phải không bác sĩ? Cái tính chất tái tạo cơ thể thì đúng là có, nhưng mà cũng nhắc thêm rằng là khi có sữa ông chúa, ngoài ra còn có cái chất gọi là kháng sinh thiên nhiên. Thì chúng ta chất đó có thể giúp cho chúng ta có thể chống lại vi trùng, chống lại những bệnh tật. Rồi ngoài ra là sữa ông chúa có những chất để làm tăng cường cái khả năng miễn dịch. Khả năng miễn dịch tăng cường lên thì chúng ta sẽ có thể chống chọi lại bệnh tật tốt hơn. Rồi đồng thời sữa ông chúa còn có một cái chất rất là tốt đối với lại các quý bà quý cô. Đó là có một cái nội tiết tố hay là hormone dành riêng cho quý bà quý cô, làm cho làn da đẹp hơn, tươi trẻ hơn. Và có thể là đối với những người có thể mà đến tuổi mãn kinh hay gì đó, thì họ dùng sữa ông chúa họ sẽ cảm thấy là cái cuộc sống họ tươi trẻ thoải mái hơn và đỡ khó chịu trong người hơn đi qua cái thời gian đó, phải không bác sĩ? Ông xin hỏi một câu này có vẻ hơi tò mò là bác sĩ là một người bác sĩ, nhưng mà về gọi là y học Tây phương thì làm sao bác sĩ biết rất nhiều về những cái dược thảo như vậy? Tại vì Kỳ Duyên cũng đi hỏi rất nhiều những người bác sĩ mà không phải ai cũng là bác sĩ thì lại biết về dược thảo. Làm sao mà bác sĩ có qua những cái kinh nghiệm nào mà bác sĩ tìm hiểu mà biết phân tách quá nhiều vậy? Trong thời gian mà tôi ra trường, từ ngày tôi ra trường tới nay khoảng gần 20 năm, thì tôi cũng đã điều trị rất nhiều bệnh nhân. Và có rất nhiều những người bệnh nhân gặp những bệnh mãn tính như là bệnh đau nhức, tiểu đường, cao huyết áp chẳng hạn. Thì bệnh mãn tính là bệnh gì? Bệnh mãn tính là bệnh kéo dài, dài. Chronic illness. Thì khi mà điều trị cho họ thì họ phải dùng thuốc, gần như có những người có thể dùng thuốc cả đời. Thì khi mà dùng những loại thuốc Tây thì nó có rất là nhiều cái tác dụng phụ. Và những tác dụng phụ đó họ có thể đưa đến nguy hiểm, có thể mất mạng, mất cả tính mạng. Thành ra khi mà dùng như vậy thì tôi mới có một cái suy nghĩ là tôi hướng về tìm hiểu về các loại thảo dược. Thì tôi thấy rằng là thảo dược có những cái yếu tố rất là tốt cho các bệnh mãn tính. Là khi chúng ta dùng nhiều, dùng lâu dài, chúng ta không gặp một số các tác dụng phụ nguy hiểm cho người bệnh. Do đó tôi mới bắt đầu tôi chuyển hướng, tôi nghiên cứu về thảo dược. Và một cái cơ may là tôi lại làm cho một công ty dược, Pfizer. Pfizer, một công ty rất là lớn. Thì tôi cũng có khoảng chừng 5 năm làm ở vị trí là giám đốc kinh doanh, bán hàng cho công ty Pfizer. Thì từ cái cơ hội đó thì tôi bắt đầu tôi nghiên cứu về thảo dược và tôi có một số kiến thức nhất định về thảo dược. Thưa quý vị, một lần nữa hôm nay là rất là cảm ơn bác sĩ Quỳnh đã cắt nghĩa cặn kẽ hơn về sữa ông chúa, và nhất là cắt nghĩa bằng tiếng Việt. Bây giờ thưa bác sĩ, Kỳ Duyên xin nói tiếp về một cái dược phẩm khác của công ty Nutrition Depot, là thuốc gọi là Super Digestion Formula. Thuốc này là để cho thuốc tiêu cơm, ăn không tiêu. Anh có nghĩa là ăn không tiêu thì uống thuốc này vào cho nó tiêu.
uống thuốc vào có thể tiêu chứ không phải là cho nó tiêu. Ok, đúng rồi. Thì thưa bác sĩ là tại sao ai cũng nói là mình biết là khi mình ăn mà không tiêu thì mình chỉ biết là mình khó chịu trong người, mình ngồi mình cảm thấy đầy bụng khó chịu. Nhưng ngoài ra khi mà mình ăn mà nó không tiêu thì nó còn có những cái tác hại gì cho thân thể mình nữa? Ăn không tiêu thì tất nhiên là cái chuyện đầu tiên là chúng ta cảm thấy đau bụng. Dạ. Chúng ta có thể bị đi ngoài. Dạ. Chúng ta có thể cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra nó còn nhiều cái tác hại khác nữa. Như là chúng ta không hấp thu được thì chúng ta sẽ bị gầy ốm và làm suy giảm hệ miễn dịch. Chúng ta có thể gặp tình trạng này, có thể gặp một số bệnh lý khác nữa. Dạ. Có nghĩa là mình không có nghĩa là mình không có lấy được tất cả những cái chất bổ trong đồ ăn ra đó phải không bác sĩ? Dạ, đúng. À, vâng. Vậy thì cái thuốc này nó giúp cho chúng ta làm sao để mà nó giúp cho tiêu hơn được, nó có cái chất gì ở trong đó? À, trước khi nói về cái thuốc này, yeah, thì tôi xin nói sơ về cái nguyên nhân gây ra cái bệnh lý ăn, cái hội chứng ăn không tiêu, yeah, vâng, hay là khó tiêu hay bụng, yeah, lình bình khó chịu chẳng, yeah, hạn, vâng. Thì nguyên nhân nó có rất là nhiều nguyên nhân, tuy nhiên là cái nguyên nhân mà chúng ta hay gặp nhất là do chúng ta có thể có một bữa ăn thịnh soạn, ăn quá nhiều mỡ, yeah. Quý vị khi mà đi dự tiệc, quý vị sẽ cảm thấy là mình món nào cũng thấy thích cả, thì chúng ta ăn rất là nhiều, thì nhất là đi ăn buffet đó, yeah. Và khi đó thì nguyên nhân do là tại sao là do chúng ta không đủ men tiêu hóa để tiêu hết những loại thức ăn đó, yeah. Thì cái nguyên nhân này là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai là có một số người có thể gặp, đó là tình trạng viêm loét dạ dày, viêm loét bao tử, thì cũng đưa đến tình trạng ăn không tiêu hay khó tiêu. Rồi một số người mà bệnh lý, có nghĩa là họ bản thân họ không có khả năng tiết ra những cái men tiêu hóa, yeah. Hay là một số người bị bệnh ở gan, hay là ở tụy, hay là ở bệnh ở ruột non, ruột già, thì họ có thể gây đến tình trạng ăn không tiêu. Và từ những cái nguyên nhân đó thì chúng ta sẽ nói về cái loại thuốc này. Thì trong cái loại thuốc này mà chúng tôi muốn giới thiệu đây là có rất là nhiều các loại men tiêu hóa. Mà men tiêu hóa ở đây á, là chúng ta đây là men tiêu hóa tự nhiên. Một số men về tiêu hóa các loại thức ăn như là protein, tức là, yeah, từ thịt, yeah. Thức ăn là lipid như là từ mỡ, glucid là từ bột, hay là gạo hay là cơm chẳng hạn. Thì những cái men này của chúng, cái loại thuốc này đó lấy từ những cái loại tự nhiên, yeah. Ví dụ như để tiêu hóa thịt thì họ dùng cái men papain, tức là lấy từ trái đu đủ, à, để tiêu hóa các cái loại như là mỡ thì họ dùng cái mật của bò, yeah, là tinh chất mật bò chẳng hạn, và rất là nhiều loại men tiêu hóa khác nhau, yeah. Thành ra khi mà quý vị cảm thấy có cảm giác ăn không tiêu, quý vị có thể dùng cái super digestion này, yeah, thì quý vị sẽ có hết ngay cái cảm giác khó chịu đó. Nhưng mà nếu mà chỉ nói là cái cảm giác khó chịu không á, thì Duyên nghĩ là nó chỉ là một tí thôi. Nhưng mà như bác sĩ nói, cái tai hại hơn là nếu mình ăn không tiêu thì mình không có hấp thụ được tất cả những cái đồ ăn mà nó bổ cho mình. Những cái immunity system, cái gì trong người mình nó cũng yếu đi, phải không bác sĩ? Dạ, đúng. Vậy thưa bác sĩ, nếu mà dùng cái super digestion formula này thì mình nên uống trước khi ăn hay là sau khi ăn, và một ngày uống mấy viên? Chúng tôi nghĩ rằng là trước mỗi bữa ăn hay là sau mỗi bữa ăn chúng ta có thể dùng 2 viên, yeah, là tốt. Yeah. Trước hay sau gì cũng được hết? Đều được cả. À, vâng, vâng. Và chúng tôi cũng nhắc lại một lần nữa là ở đây chúng tôi chỉ cung cấp cho quý vị những thông tin để mang tính tham khảo thôi. Yeah. Đây chứ không phải là hướng dẫn điều trị. Yeah. Nếu quý vị có những bệnh lý về vấn đề, các vấn đề, thì quý vị có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ, gia đình của quý vị trước. Yeah. Và chúng tôi cũng nhắc lại, chỉ là thông tin tham khảo. À, và cái loại thuốc cuối cùng mà muốn giới thiệu đến quý vị, và cái này thì Duyên nghĩ là cho những người lớn tuổi rất cần thiết, là gọi là Super Joint Formula. Cái thuốc này là thuốc để đau nhức những khớp xương. Và nếu mà quý vị trong gia đình mà quý vị có những người lớn tuổi, bố mẹ ông bà đó, thì tới một cái tuổi đó thì Duyên mới thấy là phần đông là 90%, nếu mà hỏi các cụ bị đau cái gì thì cái đầu tiên là đau khớp xương, đau đầu gối, không đi lên cầu thang được. Thành ra những người mà có bố mẹ lớn ở trong nhà là thường thường phải có một cái phòng. À, ngay cả như mẹ Duyên bây giờ mà muốn đi coi nhà đó anh. À, thưa bác sĩ là mẹ phải coi trước là có cái phòng nào ở dưới không. Tại chưa chi mẹ cái Duyên là tính trước rồi, để nếu mà ở trên lầu hết mai mốt mẹ già mẹ đi lên lầu đau đầu gối. À, và nhất là về Việt Nam thì Kỳ Duyên thấy là nhà nào cũng 3-4 tầng hết. Tại vì phía trước rất là nhỏ, mà cầu thang nhỏ mà đi còn 4-5 tầng thì cứ không biết là sao các cụ mà leo tới lên đó được. Vậy thì xin bác sĩ nói thêm một tí về cái Super Joint Formula. Nó giúp cái gì? Tại sao nó giúp? Và tại sao mình bị đau những cái khớp xương khi mình lớn tuổi? Chúng tôi xin nói rằng đó là, chúng tôi nhắc lại là vấn đề đau nhức, đau khớp xương hay đau các cơ,
thì không riêng gì những người lớn tuổi đâu. À vâng. Và tất cả mọi người trong chúng ta đều có thể bị đau cả. Dạ. Chúng ta có thể làm một việc gì đó rất là lâu trong một ngày chúng ta cũng sẽ bị đau. Dạ. Các bạn làm tiệm nail, các người thợ tiệm nail khi họ ngồi họ chăm sóc cho những khách hàng của họ suốt một ngày thì họ rất là dễ gặp những trường hợp đau cổ tay, đau vai, đau lưng chẳng hạn. Đúng rồi, cạnh ngồi khòm xuống đúng vâng. không ạ? Vâng. Thì ngoài ra là những người lớn tuổi thì tất nhiên họ sẽ bị đau. Bởi vì chúng ta sẽ nói về nguyên nhân của các dạ. vấn đề đau nhức này. Dạ vâng. Thì như tôi đã nói lúc nãy là khi chúng ta ngồi lâu thì một cái tư thế nào đó thì những cái cơ gân cơ hay là khớp xương nó hoạt động thì nó sẽ mệt mỏi và nó sẽ đưa đến tình trạng là đau hoặc là nó cứng. Yeah. Do tình trạng là làm lâu quá thì cái cơ nó giữ một cái tư thế lâu thì sẽ bị đau nhất. Rồi những người lớn tuổi nguyên nhân là do họ bị loãng xương. Mà loãng xương là gì? Loãng xương là tình trạng mà họ không hấp thụ canxi vào trong cơ yeah. thể được. Do đó là canxi trong xương bị mất đi, đưa đến tình trạng loãng xương. Thì rất là nhiều người không nhớ rằng là những người lớn tuổi đau là đau toàn thân chứ không riêng gì các khớp. Và đau đây là do tình trạng xương khớp không được ổn định, không được cứng, do mất đi canxi. Yeah. Và các cái cơ hay là các cái dây chằng hay gân họ bị yếu đi thành đưa đến tình trạng đau. Yeah. Thì cái thuốc này nó có cái gì mà để nó giúp cho người ta? Thuốc này chúng tôi muốn nhắc đến một cái chất. Có rất là nhiều chất, có rất là nhiều chất trong đây. Để phối hợp lại nó tạo nên một công thức giúp cho quý vị có thể giảm đau. Yeah. Nhưng mà có một chất chúng tôi muốn nhắc đến là chất Selarin. Yeah. Chất này nó là một cái chất mà được gần đây được y học coi như là xem như là một cái chất rất là tốt trong điều trị về đau nhức. Yeah. Trước đây chúng ta có glucosamine. À vâng, cái đó là cái mà Duyên vẫn thường nghe. Yeah, trước đây chúng ta có glucosamine, còn ngày hôm nay thì chúng ta có Selarin. Yeah. Có một số nghiên cứu so sánh giữa glucosamine và Selarin. Yeah. Nhưng mà tôi không làm cái so sánh đó. Yeah. Tôi chỉ muốn nói rằng là cái Selarin rất là tốt cho khớp chúng ta. Yeah. Selarin là một chất thiên nhiên để đưa đến giúp cho chúng ta tăng cái chất nhờn trong khớp, tái tạo lại cái khớp và đồng thời giúp cho cái gân cơ nó tốt hơn. Yeah. Thì từ đó giúp cho chúng ta giảm cảm giác đau. Yeah. Tôi cũng xin nói rất rõ ràng là Selarin trực tiếp không phải là thuốc làm giảm đau như các loại thuốc chống đau nhức của bên Tây Y. Yeah. Như các loại như là ibuprofen hay là một số cái loại như aspirin chẳng hạn. Yeah. Thì đây không phải là những loại thuốc như vậy. Nhưng mà công dụng giảm đau của Selarin là công dụng tái tạo lại khớp, công dụng tái tạo lại cái hoạt động của cơ, chẳng hạn như vậy. Như vậy thì nó lâu dài hơn. Và nó ít tác dụng phụ, nó gần như không có tác dụng phụ. Đúng rồi. Wow. Cho tới bây giờ Kỳ Duyên như là Kỳ Duyên House bán thuốc này bao nhiêu lâu mà cho tới bây giờ chính Kỳ Duyên mới hiểu tường tận hơn. Nhưng mà Duyên vẫn biết là trong cái thuốc này là nó có những cái mà khi mình đau là giữa cái khớp xương đó, và bác sĩ nó thiếu những cái chất nhờn, nếu mà nói theo danh từ của người thường đó, thì uống cái thuốc này vào. Và đặc biệt thưa quý vị là theo cái kinh nghiệm của bác sĩ thì uống trong bao lâu thì mình thấy bắt đầu nó đỡ đau? Đối với cái loại thuốc này thì chúng tôi nghĩ rằng trong vòng khoảng 2 ngày thì chúng ta tùy vào mỗi người cảm giác của mỗi tùy cái đáp ứng của mỗi người thôi. Yeah. Tuy nhiên đối với Selarin thì những nghiên cứu khoa học người ta thấy rằng là uống trong vòng sau khoảng 72 giờ thì bắt đầu sẽ có một số cái tác dụng. Tuy nhiên là có đối một số người thì có thể uống tới 1 tháng. Vâng. Tuy nhiên nếu mà các bạn uống lâu dài thì cũng không vấn đề gì cả. Vâng. Tuy nhiên là đối với cái Selarin này, ngoài cái chuyện mà chúng ta uống vào thì chúng ta vẫn có thể dùng những cái loại bôi ngay bên ngoài có thể tác dụng ngay để giúp cho quý vị gọi là giảm đau nhanh chóng. Thì công ty Nutrinable cũng có một sản phẩm để giúp cho quý vị, đó là cái kem bôi là chứa Selarin. Thì các bạn có thể dùng trong uống ngoài thoa để giúp cho cơn đau nó giảm ngay nhanh chóng. Một lần nữa xin rất là cảm ơn bác sĩ Quỳnh đã đến với chương trình Kỳ Duyên House, và chắc chắn là trong tương lai Kỳ Duyên sẽ còn mời bác sĩ trở lại trong nhiều lần khác để nói thêm về những sản phẩm khác của Nutrition Depot. Một lần nữa xin chúc quý vị tươi trẻ, khỏe và đẹp. Sau đây là lời chia sẻ của nam ca sĩ Thái Châu nói về sự hiệu nghiệm của sữa ống chúa số 63. Nhưng mà cái da của anh trước đây là bị cái gì anh? Ồ, nám. Cái nám này đó, nó ở trên cái mặt của anh 10 năm trời. Really? Mà nhiều khi mình soi gương mình thấy nó như là cái hình gì á, nó cứ bần quẩn mà nó xấu, mình thấy nó rất dị ứng thôi cái chuyện này. Thì em biết anh uống khoảng chừng 1.5 tháng thôi. Dạ. Thì nó mất đi hồi nào anh không hay. Really? Anh sáng dậy rửa mặt, nhìn vào gương rửa mặt xong, ý, hết.
Mà bây giờ là ví dụ họ nó 100 phần thì bây giờ còn bao nhiêu phần anh? Bây giờ còn 0,5 của một phần thôi. Really? Yeah. Sau đây là lời chia sẻ của nữ ca sĩ Thanh Trúc nói về sự hiệu nghiệm của sữa ấm Chúa số 63.1. Bây giờ những người khác lâu lâu họ mới gặp Trúc thì họ nói sao? Thì một cái điển hình đó là Philip Huy, là nam ca sĩ Philip Huy, là bạn rất là thân với em. 2 tuần không có gặp em. Khi trở lại gặp em về tới nhà em, cái hôm đó em không có đánh make up, không phải ở nhà mà đâu có. Em mới tới nói, ủa sao hôm nay mặt đẹp quá vậy? Em nói, ủa đẹp hả? Mình nhìn như, ủa đẹp hả? Nói chứ, trời ơi, like there's a glow in you. Nó thấy mặt của Trúc nó glow lắm. Nó, oh my god, oh thank you. Sau đây xin quý vị nghe qua lời chia sẻ của những người khách hàng đã dùng qua thuốc uống giảm đau số 151 và kem thoa giảm đau số 152 của công ty Nutrition Depot. Mà thoa đó thì chừng độ từ nửa tiếng hồ cho nghe đi nó lạ lạ. Thoa đó thì nó giúp giảm đau rất là nhiều, nhưng mà thuốc chính á là cái thuốc viên, thuốc 151 á. Bác uống cái thuốc đó chưa? Uống rồi, bữa nay thì gần được 2 tuần. Từ lúc mà bác uống với bác thoa cái kem đó đến giờ thì bác thấy kết quả làm sao? Thấy đỡ lắm. Cái tình trạng của bác là ở đâu, ở đầu gối hả? Đầu gối mà chụp hình đó, chụp hình thì thấy hai cái đầu xương nó cụm lại. Yeah. Tức là đưa cho bác sĩ coi thì bác sĩ nói nó mòn. À. Nó mòn, nó hết cái chất nhờn ở tiếng giữa rồi. Yeah, vâng. Thành ra phải mổ để mà trên cái đó vô, mà bác nghe mổ là bác sợ quá đi. À, tức là chưa mổ phải không bác? Chưa, sợ quá đi. Bác sợ mổ lắm. Dạ vâng, dạ vâng. Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 77. Hồi xưa bác bị đau với lại nó khó chịu khoảng 10 phần á, thì bây giờ nó đỡ được bao nhiêu phần? Có thể là đỡ 5-6 phần á. Mỗi lần đi lên bên cầu thang nó đau, cái ngồi xuống đấm cái đầu gối mới đi được. À. Còn cái đau lưng làm một chút rồi đấm lưng đau chết luôn vậy đó. À. Đau lưng nó buốt chịu không nổi, đứng nấu ăn mà hơi chừng nửa tiếng ngồi thấy nó đau. Đau tôi lết la đó. À. Cái tôi khi mà tôi mua của Nutrition Depot á, tôi uống nó dường như là 2-3 lần gì nó mất tiêu. À. Tôi có kêu điện thoại tôi khoe cậu đó. Dạ vâng. Tôi nói nó cái đau lưng với đau đầu gối nó chạy nó mất tiêu, tôi không hay nữa. Hết hồi nào không hay nữa. Nó không còn đau gì nữa hết á. À. Ừ. Bởi vậy tôi không có uống nữa. Còn cái kem mà Wonder Cream là khi mà ông bôi lên á thì ông nói được bao lâu thì thấy nó đỡ đau? Tại vì tôi chờ thuốc gửi qua. Dạ vâng. Sau khi có rồi tôi khui cái ủ ra ngay thì tôi sử dụng kem ngay. Tại vì mấy hôm nay tôi làm backer đó, mới đi làm 3-4 ngày nay lại là backer. Làm gì ạ? Làm backer gói hàng á mà. À, backer. Dạ vâng. Đó, tôi khui ra ngay, tôi thoa thử. Dạ. Tôi thoa thử cái xem nó bớt không, tại vì tay đương đau mà. Dạ vâng. Thoa xong rồi tôi xách xe đi bộ qua bên chợ đi kiếm mua, tại vì nhà tôi ngang chợ. Dạ vâng. Đi bộ ra ngoài rồi có xong tôi về, tôi xách xe tôi đi một vòng nữa rồi tôi trở về, ủa sao cái tay nó lại có kết quả ngay, nó quặt ngay, không có bớt đau nhiều. À. Bớt gần như là 70% á. Dạ vâng. Hay mày quá hay. Sau đây xin quý vị nghe qua lời chia sẻ của người khách hàng đã dùng qua dược phẩm giúp cho ăn uống dễ tiêu số 163 Super Digestion Formula của Nutrition Depot. Tôi bị ăn không tiêu quá mà không biết sao tự nhiên nó cứ đầy lên ngực, ăn xong rồi mà nó cứ chừng lên cái cổ mình á, cái bụng mình thì nó nặng chịch như vậy, mà cái ngực mình thì nó đau mà nó nặng mà nó khó chịu, mà nó những cái gì mà nó chừng ngang nó cái cần cổ mình đây nè. Cái thì không biết sao bữa đó đây tôi nói chuyện với chủ bác, tôi nói đi tôi ăn không tiêu thì uống cái gì, bác chủ nói là uống 163. Dạ. Chú gửi cho tôi mấy viên sample, chú nhớ không? Dạ dạ. Cái tôi uống cái tôi thấy sao mà nó hay quá, tôi uống cái là nó đem là hết liền á. Thưa quý vị, hôm nay Kỳ Duyên xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương trình Special Promotion của Nutrition Depot. Có nghĩa là nếu quý vị gọi vào và mua 2 lọ Super Joint Formula, chúng tôi sẽ tặng quý vị thêm 1 lọ Wonder Cream để thoa ở ngoài. Và nếu quý vị mua 2 lọ Super Digestion Formula số 163, chúng tôi sẽ tặng thêm quý vị 1 chai Super Digestion. Có nghĩa là mua 2 tặng 1. Quý vị hãy gọi ngay vào Kỳ Duyên House hoặc Nutrition Depot.